Em vừa về được nuôi sạc pin Vega loa Mỹ Bass 25 dòng series 25 gân đỏ. Dòng đặc trưng của sạc pin là gân đỏ. Một loại thì vừa hát vừa nghe nhạc rất là hay. Anh em nào chơi sạc pin thì biết rồi, em không phải giới thiệu nhiều nữa. Rồi sạc pin 25 RE 25 đằng sau nó rồi về nguyên bụi bặm RE series một lỗ thôi, đặc trưng này vẫn rất là lớn để cho mát uy lực. Dòng là anh em vừa chơi vừa nghe nhạc, vừa hát vừa nghe nhạc rất là hay. Các bạn nào nhu cầu thì alo cho em.